căn phòng này chứa toàn là vàng mọi người nha. Nhưng mà không phải là vàng trang sức mà là cá vàng mọi người nha, cá rồng vàng ha. Thì hôm nay em sẽ lên clip cho mọi chúng ta xem. Trong đây sẽ có những con hai bách nè, những con Malagon, những con 24K, rồi nói chung là cá màu vàng mọi người nha, size lớn nha. Và đặc biệt là những con cá này hôm nay sẽ có những cái lúa rất là mềm luôn, tại vì đây là những con cá mà em giao lưu với khách về nè, rồi một số con là em nuôi bên trại nuôi lớn lên nè ha. Thì nói chung là có cái lúa nó mềm thì em sẽ đưa lại cho mọi chúng ta mềm ha. Bên em sẽ có hỗ trợ cho mọi chúng ta không cần đưa trước, chúng ta vẫn có thể mang cá về nhà chúng ta góp sau cho mọi người. Đối với những anh em chúng ta có nhu cầu, còn anh em chúng ta không nhu cầu góp thì chúng ta vẫn có thể rinh về với một cái lúa rất là mềm luôn. Và bên em sẽ có hỗ trợ giao lưu nâng cấp những con cá lỗi, những con cá sấu, những cá dòng thấp lên, những con cá đẹp hơn cho mọi chúng ta ha. Ok, mời mọi chúng ta cùng xem. Trong clip này em sẽ lên khoảng mười mấy con, đủ các thể loại, lúa chỉ từ hơn 4 củ thôi. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người chúng ta cùng xem nha. Let's Rồi. go. Ok mọi người, thì đây là bé ô số 1 ha. Con này là 52 cm. Vàng ươm luôn mọi người nha. Đây là bé Malagon ô số 1, con này 5 củ chín thôi. Vàng cực kỳ luôn mọi người nha. Đó, viền vảy nó lên rất là nét luôn ha. Malagon 52 cm, con này là 5 củ chín. Đó. Con cá vàng ươm, vàng cả bụng cả hầu luôn anh em ơi. Bộ giáp của nó cũng rất là đẹp và chỉ có 5 củ chín cho cái bé này thôi ha mọi người ha. 5 củ chín ô số 1, cá 52 cm, mã clip là 408 nha mọi người nha. Đó, cái dàn vảy đẹp ghê ha. Ô số 1 nha. Tiếp theo này cũng là một bé Malagon tiếp theo, con này là ô số 2, con này 5 củ 5. Đó, lồng vảy có màu tím tím. Đó, vảy thì rất là vàng, vàng luôn hầu, vàng luôn bụng mọi người nha. Đó, mắt mo thì rất là ok, con này tầm 48 cm. Em này là 5 củ 5 nha mọi người nha. Ô số 2 Malagon ở 5.5 củ. Đó, bộ giáp rất đẹp, những con cá này là em nuôi dưới ao cho nên là màu sắc của nó cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Những con này anh em chúng ta chơi khỏi lo ha. Đó, nó đã lớn rồi, nó đã cứng cáp con cá rồi, mình chơi nó rất là khỏe ha. Đặc biệt anh em chúng ta chơi cộng đồng thì rất là mềm luôn. Hôm nay chơi cộng đồng khoảng 40 mấy củ là có 9 con rồi mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ô số 2 5 củ 5 Malagon. Rồi tiếp theo, anh em chúng ta muốn những con cá nó mềm hơn nữa thì chúng ta chọn những con như thế này. Đây là con hai bách tầm 47 cm, hai bách 47 cm, con này là 4 củ 4 thôi nha mọi người nha. 4 củ 4. Đó, đầu muỗng mắt môi là chuẩn nè. 4 củ 4 là mình đã có một con cá to như thế này rồi ha. Vảy leo hàng năm nha mọi người. Ô này là ô số 3. Ô số 3 408, đó là cái mã clip ha, mã clip là 408, con này là ô số 3. Hai bách 4 củ 4 cho bé này nha mọi người nha. 4 củ 4, 4.4 củ, 4.4 lúa ha mọi người ha. Đó. Ô số 3 4.4 củ nha mọi người ha. Rồi, mình đến với là ô số 4. Đây là một bé Malagon vàng ươm. Đó, cá nuôi ao nó vàng, cái bụng vàng, cái hầu luôn nè mọi người chúng ta thấy ha. Đó, vàng khe luôn. Malagon con này là 50 tầm 54-55 cm luôn anh em, nó rất là bự nha. Malagon ô số 4 54-55 cm mà chỉ có 5 củ 5 cho bé này thôi, vàng ươm. Anh em không chơi những con cá này mà chơi cá nào nữa bây giờ, chỉ có 5.5 củ nha mọi người nha. Đó, anh em có cá nào mà không vàng không đẹp đưa em. Đó, em sẽ đổi cho anh em mình những con cá này. Đó, anh em mình chơi cho nó vàng ươm nha. Đó, ô số 4 Malagon 5.5 củ. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với một bé hai bách nha mọi người nha. Bé hai bách này là 55 cm, 57 cm luôn rồi. Con này rất là to nha, rất là to luôn ha. Em này là chỉ có 4 củ chín thôi, chưa bao giờ có con cá hai bách to mà chỉ có 4 củ chín như thế này. Đó, mọi chúng ta nhìn đuôi kèn nè. Hai bách nó đặc biệt là đuôi kèn nó sẽ rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, đuôi to ha, mắt môi nè mọi người chúng ta thấy nè, cá to và mắt môi nó như thế này thì còn gì nữa đúng không, rất là ok ha. Đó, ô số 5 hai bách 4 củ chín, con này là size 57 cm luôn nha mọi người nha, rất là đẹp nha. Đó, ô số 5 4 củ chín. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đến với là ô số 6 nha mọi người nha. Ô số 6 này là một bé hai bách, con này là 52 cm, 52-53 cm nha mọi người nha. Đó, 4 củ chín thôi, lúa rất là mềm,
em sẽ xả hết cho mồi chúng ta ha. Bên trái em còn một cái ao nữa, em sẽ kéo lên hết và xả hết cho mồi chúng ta luôn. Em sẽ xả hết toàn bộ nha mọi người nha. Với những cái lúa nó rất là mềm nha mọi người. Đây nè, ô số 6 nha, 2 bách 4 củ chính nha mọi người nha. Đó, bên em có thể là đưa đi giao cho mọi người chúng ta toàn quốc nha. Đó, ô số 6, 2 bách 4 củ chính nha mọi người nha. Rồi, bên đây là ô số 7. Đây là một bé 24k, rất là đẹp luôn. Đẹp từ màu cho tới đẹp body luôn nha mọi người nha. Đẹp từ màu, đẹp tới body luôn. Mọi người chúng ta nhìn ha. Đó, vàng ươm, vàng hầu, vàng bụng các thứ luôn, rất là vàng nha mọi người nha. Em này là 6 củ 5, 6.5 củ thôi, đầu nó mũ nè mọi người thấy không. Đó, mắt mô nó chuẩn nè. Đó, ô số 7 nha, con này là 6.5 củ, 6 củ 5 thôi mọi người. Đặc biệt là nó vàng ươm, vàng khè luôn nè mọi người, chúng ta thấy nè ha, rất là đẹp nha. 6 củ 5 đó, 6 củ 5. Đây là bé huyết belly đó, em để tạm ở đây ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với lại ô số 8. Con này cũng là một bé Malagon, vàng, rất là vàng. Em này tầm 48 cm, con này 5 củ 2 nha mọi người nha, 5.2 củ nè. Vàng ươm luôn, những con Malagon của bên em nó rất là vàng nha. Đó, tại vì bản chất trong cái gen của nó có máu bói rất là mạnh ha. Con này đang chỗ belly nè anh em nè, 5 củ 2, anh em nào chúng ta về chúng ta chờ một thời gian nữa nó sẽ phát cái belly trong cái bụng nó ra. Nó sẽ chỗ cái màu belly sô-cô-la trong cái lồng vẫy nha. Nó sẽ rất là đẹp ha. Và đương nhiên khi nó chỗ belly rồi thì giá trị nó cũng tăng lên cao. Và hiện tại con này ô số 8 này em chỉ chia sẻ cho mọi người chúng ta với cái lúa là 5 củ 2 thôi nha mọi người nha, 5.2 củ nha mọi người. Đó, mọi người chúng ta nhìn cái bụng nè. Đó, bụng đây chỗ belly nè, thấy không. Đó, anh em nào thích cái dòng độc lạ belly thì lên con này mà chơi nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với là ô số 9 nha mọi người ha. Ô số 9 này là một bé Malagon. Đặc biệt con này nó rất là đẹp về body. Body cực kỳ đẹp luôn và màu cũng rất là vàng. Anh em nhìn thấy nè ha. Đó, vảy leo hàng năm lắm tấm, chai đuôi lắm tấm lên hàng lên hàng lưng luôn. Đó, mắt môi là rất là sát nè. Body bản cao, con này 5 củ 5, ô số 9 Malagon 5.5 củ nha mọi người nha. Đó, vàng khè vàng ươm ha. Ô số 9 5.5 củ dòng Malagon, body bản cao nè, bản rất là cao nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo mình lại đến với một cái body cực đẹp của một bé hai bách. Con này đầu mũ nha, nở hậu nha. Đó, bản cao luôn. Con này 5 củ 5 ô số 10. Hai bách 5 củ 5 ô số 10, bản cao nè, môi như môi hàng cá mập luôn anh em thấy không? Cái môi này em bao cho anh em mình chọn đời không như môi. Đó, như môi là đổi con khác free miễn phí luôn. Ok chưa? Mắt môi rất là chuẩn chỉ nha mọi người nha. Ô số 10 hai bách 5 củ 5 thôi. Đó. Cá to đem về chơi luôn, chân luôn, khỏi lo ha anh em ha. Chuẩn chỉ rồi, body rất đẹp nè ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với lại ô số 11 nha mọi người nha. Ô số 11 này là một bé hai bách. Hai bách mà màu cũng rất là vàng, vảy leo hàng năm. Mắt môi chuẩn chỉ, đầu mũ hết toàn bộ nha mọi người nha. Vảy leo hàng năm nè. Đó, vảy leo hàng năm thấy không? Đó, có leo lên lưng luôn nè. Mấy cái vảy lưng nó đang sáng luôn. Và hai bách này là 4 củ 5 nha mọi người nha. Ô số 11 ha. Con này khoảng tầm 47-48 cm. Ô số 11 mã clip là 408 nha. Có giao lưu nâng cấp, có góp cho anh em mình luôn, không cần đưa trước nha. Đây là ô số 11 hai bách 4 củ 5. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với lại ô số 2. Con này có một cái bộ màu là màu vàng đồng nha mọi người nha. Nhìn ở bên ngoài nó sẽ màu vàng đồng rất là đẹp luôn. Bộ giáp rất đẹp ha. Ô số 12 này là Malagon 4 củ 9. Em này là tầm 49 cm. 48-49 cm, Malagon 4.9 củ nha mọi người nha. Rất là mềm luôn ha. Đó, em thấy không? Body rất đẹp, màu mè ngon lành. Chỉ có 4.9 củ thôi, chưa bao giờ có cái lúa mềm như thế này. Ô số 12 nha mọi người ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đến với lại ô số 13. Ô số 13 này là một con Malagon. Con này là 5 củ 5, 5.5 củ nha mọi người nha. Vậy leo hàng năm, lắm tấm chai đuôi và có nổ lên lưng một số vảy nè. Đó, nổ lưng nè anh em thấy không? Đầu mũ nha mọi người ha. 5.5 củ Malagon ô số 13. Đó, clip này em sẽ lên cho mọi người chúng ta 14 con thôi ha. Em còn rất là nhiều nữa nha. Em còn rất là nhiều nữa nè. Bên dưới rất nhiều. Hôm sau em sẽ lên tiếp tục cho mọi người chúng ta ha. Hiện tại là tới con này là con số 13 Malagon. Con này 5 củ 5 nha mọi người nha. 5.5 củ nè, mắt mau thì rất là sát nha anh em ha. Đó, những con này anh em về chúng ta chơi cộng đồng nó cũng rất là ok. Đó,
giá nó vừa mình dễ chơi ha mọi người ha. Và đây là ô số 14 mọi người nha. Ô số 14 là một bé 24k. Con này màu như mít luôn, màu vàng ươm, đầu thì là muỗng ngắn đòn bản cao. Con này là chỉ có 6 củ thôi. Đây là ô số 14 nha mọi người nha. Cái dòng 24k, mắt môi nó rất là chuẩn nè mọi người, chúng ta thấy không? Đó, con này ha. Hầu vàng, bụng vàng, vảy vàng ha. Vảy lấm tấm ấy. Đó, cái lưng nè, lưng lên lưng lấm tấm mấy hạt luôn. Đó. Màu rất là vàng luôn. Đây là ô số 14 là con cuối cùng trong clip này nha mọi người nha. Đó. Rồi, anh em nào chúng ta thích con nào thì chúng ta bấm số của em ha. Bên em có giao lưu, có góp cho mọi chúng ta mọi thể loại luôn ha. Đó, ok chưa? Rồi, ô số 14, 6 củ, dòng 24k, mã clip là 408 là con cuối cùng trong clip này nha mọi người nha. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo. Bye bye.